Chào quý anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng của Lava Store nha. À, trước mắt anh em là một con Quỷ Oni Vesti Baseball Circuit, một cái phong cách áo khoác bóng chày mà theo cái hình Quỷ Oni của Nhật Bản nha anh em. Và song song đó có theo hai cái kiếm Samurai đang vào đằng sau. Đây là cái mặt nạ Quỷ Oni có cái kiếm cái kiếm song kiếm của Samurai nó đang ở phía sau đó anh em. À, cái kiếm của Nhật thì anh em biết rồi ha, nó rất là quen rồi. Và có những cái đó mẫu đơn rất là đẹp đang xen ở đằng sau và cái lửa nó cắt điệu màu đỏ đó anh em. Cái lửa nó cách điệu màu đỏ nè. Đó, cực kỳ đỉnh luôn ha Và giới thiệu bên mình là Lava Store đã 10 năm rồi Mình đã phân phối và là thương hiệu uy tín Số 1 Việt Nam về phân phối những cái áo khoác độc lạ Mình không nói mình số 1 là gọi là tất cả ở cái phương diện là áo khoác Mà là gọi là những cái áo khoác gọi là thương hiệu à, cao cấp chính hãng à, Áo thêu độc lạ này kia thì mình là số 1 Bởi vì sao mình tìm những cái áo đó, mình bán chuyên những cái đó Và nó rất là đắt tiền So với cái mặt bằng chung của Việt Nam thì nó đắt tiền Nó tầm vài triệu đồng độ trở lên thôi thì mình mình tự hào mình nói về điều đó chứ không phải là anh em đừng có hiểu lầm khi mà nói mình mình nổ mình quăng bơm là mình nói mình bán áo khoác số 1 Việt Nam không phải như vậy anh em thương hiệu phân phối áo khoác chính hãng gọi là áo khoác theo độc lạ này kia đó thì số 1 Việt Nam gọi là những cái hàng ở phân khúc ngắt hẻm đó anh em những những khó bán người khó tìm người ta khó mua đó Uh, những người nghệ sĩ liên quan tới nghệ thuật này người ta thích, thích những cái này nè những cái này là ta thu rồi uh, nghệ sĩ hip hop rapper đó người ta thích như vậy cái độc lạ thôi chứ mình không hề nói và những cái người anh em dân chơi bình thường ở ngoài xã hội đó người ta thích những cái độc lạ cái cái giống như là những người bình thường người ta sẽ không thích nhưng mà những cái anh em đó người ta sẽ rất là thích và tìm đến mình chứ mình không nói mình số một trong ngành áo khoác không phải vậy ha nhiều anh em thì thắc mắc nói ờ à, sao anh nói mình là số một này kia không không số một ở cái ngành hàng độc lạ thôi À, anh em hiểu chưa rồi ok đây là vesti baseball jacket phong cách áo bóng chày theo quỷ oni à, lavastor nha anh em lặp lại lặp đi lặp lại để cho anh em mới biết á, mới biết thì sẽ có cái tương tác với mình nó, nó sẽ tin tưởng mình hơn ha chứ nhiều anh em mới chơi hay là lớn lên không có một cái nơi nào mà bán áo độc lạ như như bên anh á thì thấy bên anh bán rất là lạ luôn mà không có biết có uy tín hay không để mua anh xin khẳng định là 10 năm nay anh rất là uy tín luôn và chưa có mất lòng một ai hết à, có mất lòng thì anh cũng cố gắng anh giải quyết cho người ta dù rất là bận luôn ha anh em đừng có lo cái gì hết á áo thì có size có chiều cao số đo tất cả mọi thứ mà có lo cái gì đâu ha nhập nhập chính hãng mua mua xịn không à có là hàng replica thì nó cũng xịn đâu tới nổi ha anh em hiểu không ok đây là theo full nè quay mặt lưng cho anh em coi thấy chưa theo nè đó hãy kiếm ngầu không thấy kiếm nhật ngầu không đấm lửa đằng sau lưng nè mặt quỷ oni đi mặt nạ nè đó hoa nè mẫu đơn nè đó anh em hãy giữ giữ cái thói quen mua hàng mới nha anh em mình khuyên ha mua hai em cũng ok nhưng mà hai em làm sao nó bằng hàng mới được đây không thể nào nó bằng hàng mới được anh em có hiểu ý không đó đỉnh không đó đây là mặt lưng tại vì nó đẹp mình qua trước ha tay da bu nè tay da này dẻo ha nó thay thế da bò da dê da cừu này này kia đó đó để cho nó nó là cái da trong công nghiệp may mặt bây giờ nó thay thế rồi anh em và nó tính chất nó rất là dẻo đàn hồi và nó không nó không có phải là 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 bị nứt uh, nứt uh, mưa hay là bị dính mưa hay là bị phòng dọp này kia nó không có lo cái chuyện đó nó đã mua áo một triệu mấy bạc rất là cao cấp rất là xịn anh em đừng có lo mấy chuyện đó ha anh em mà lo mấy chuyện đó là lo, lo rất là bỏ công luôn nó không có đáng bởi vì cái PU thì ai cũng biết rồi anh em mua áo mua quần hồi giờ anh em biết quá cái PU rồi à, khỏi lo ha không tin mình thì phải đi hỏi với những mấy chỗ khác đi rồi bắt đầu quay lại mua đâu có sao đâu à, ok đây là mặt lưng để mình quay mặt trước cho anh em coi Đây là một con mới tinh chính hãng Trăm trăm nha Còn tác tất cả mọi thứ Chứ mình không phải là ấy đâu Và mình khuyên anh em nên mua hàng Nên mua những cái hàng mới chính hãng Bởi vì giá nó cũng chả cao ha Chứ mà cứ mua hai he Anh em giữ cái thói quen mua hai he đó Thì những cái nơi chính bán chính hãng như mình Thì nó bán cho ai mua hả Anh em hiểu ý không Không phải là mình nói cái gì Chứ mà cái đồ mới tinh của anh em Cũng trong tay anh em nó vẫn ok nó thơm mùi mới tất cả mọi thứ và có người review cái shop uy tín review thế này thì rất là quý anh em nếu mình đặt mình là người mua mình cũng thích mua những cái shop đó chứ hơn là những cái shop mà amateur người ta bán uh, mới bán hay là những anh em uh, không rất tội nghiệp những người mới làm ăn nhưng mà người ta làm sao mà đủ uy tín bằng mình người ta làm sao mà bảo kê anh em cái áo anh em về sai đúng không chất lượng tốt hay không biết người ta có mua chính hãng hay không hay là người ta mua nhái đó anh em hiểu ý không chứ không phải là mình đánh đồng cái gì anh em có tiền thì anh em khôn ngoan anh em lựa chọn thôi chứ mình không có phải dạy anh em à, mình dù mình rất là lớn tuổi mình ba bốn rồi nhưng mà không tới lượt mình à, giải thích hay là mình à, bày anh em cách mua mà tự anh em thấy mình như thế nào ở mình à, shop có uy tín hay không tự con mắt anh em nhìn bằng mắt ha trải nghiệm chứ cái gì có gì đâu đã quay tới mức độ như vậy rồi mà anh em còn lo thì thôi thua không có gì việc gì mà anh em phải lo hết đó, ha ok đây là mặt trước rồi đây tắt hãng nha anh em mọi thứ nha còn mới tin wow cái này thì còn gì nữa nói nữa quá đỉnh Tay da bill nè đó da này da ở, túi nè thấy chưa cúc áo nè tay da bill full nè thấy chưa trời ơi cái này mà không đỉnh được thì thôi á rồi con này là con uh, oni Vasti Baseball Jacket nó có mang phong cách Sukaya nữa anh em theo nếu theo full nhiều như vậy thì Sukaya nữa Sukaya Souvenir Jacket nó cũng thuộc về phân khúc áo đó Áo lưu niệm, áo khoác theo lưu niệm thôi, có gì đâu Còn uh, Baseball base, base Jacket có nghĩa là áo bóng chày Áo phong cách thể thao bóng chày Vậy thôi, chứ nó không có rườm rà rắc rối như nhiều anh em mà suy nghĩ trong đầu đâu ha Ok, mình là Lava Store, hãy gọi cho mình Số của chủ shop là 078 349 0288 Số mình dùng đã rất là lâu, mười mấy năm rồi Hoặc là số 0332 007 007 Số này thì được mình lấy từ ba của mình Tại vì cái số nó quá đẹp Mà ba mình không có xài gì máy già rồi Ông không có gọi cho ai hết Thì mình lấy mình làm số shop luôn Anh em hiểu không? Đó hai số đó Mình lặp lại nha 078 349 0288 Hoặc là 0332 007 007. Anh em add zalo cả hai đều là mình hết Mình sử dụng mình chat với anh em nha Hoặc là anh em có thể liên hệ với fanpage mình để trong link Tiktok, Instagram tất cả để trong link hết Và bên mình uy tín 10 năm rồi anh em Mười năm là một chặng đường rất là dài đối với Lavastar Cảm ơn tất cả các quý khách Quý anh em, quý bạn bè, quý thân hữu Và những cái người yêu mến Sukajan, Akoktheo hoặc là Vesti Baseball Jacket Những anh em mua Racing Jacket của mình cũng rất là nhiều Ở đây à, kho hàng rất là nhiều Rồi nhất là Sukajan nữa Mình cảm ơn rất là nhiều Chính anh em là nguồn động lực Cũng như là nguồn tài chính tất cả mọi thứ Hay là mình kiến tạo nên công việc Tất cả mọi thứ nhà cửa vợ con Cũng là nhờ tất cả các anh em Và anh em nuôi sống mình chứ không không ai khác và tất cả những cái người khách hàng order nhiều mặt hàng à, nhờ đến mình để order à, thông qua mà, mà bên nhà mình để order thì mình rất là cảm ơn quý anh em thì áo khoác nó chỉ là một trong những ngành hàng của mình làm thôi anh em hãy thông cảm có nhiều khi anh em chat mình không thể nào rep liên tục liên tục liên tục được anh em hiểu không còn rất là nhiều việc bận rất rất là nhiều việc đằng sau lưng mình phải gồng gánh cho anh em thông cảm đợi đi mình rep từ từ từ, từ chứ không thể nào một lúc hết hàng trăm người, hai trăm người Tết là năm, bảy trăm người, cả ngàn người Ai mà rep kịp anh em Mà thuê người người ta biết cái ngõ này mà làm Khó lắm Đâu có dễ đâu à, Bán hàng order mà khó cực kỳ luôn Ok, mình xin cảm ơn anh em Tạm biệt anh em Và hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau Xin cảm ơn rất là nhiều